Xin chào các bạn đến với kênh Đức Kiên TV. Hôm nay Đức Kiên TV ra vườn của mình, vườn bưởi và thăm vườn thì mình cũng tranh thủ thu hoạch cái lá sen và chia sẻ cho các bạn. Lá sen của mình thả xuống ao nhưng mà nó sẽ bò lên trên cả vườn bưởi này, nó lên cả bưởi, bò lên cả bưởi này. Thì mình chia sẻ các bạn là mình sử dụng cái lá sen này vào một số việc làm gì. Đầu tiên là nó giảm cholesterol các bạn nhé, và huyết áp mà cao ấy, các bạn dùng nó cũng tốt, nó hạ huyết áp, nhưng mà các bạn tránh khi mà uống cái này ấy, thì sử dụng nó là ta tránh lúc khi uống thuốc huyết áp cách khoảng vài tiếng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó cầm máu rất tốt, đại tràng dạ dày mình hay một số bệnh trĩ ra máu là mình cũng hay dùng nó. Và đặc biệt là mình giảm cân các bạn nhé, thì mình dùng nó, còn chọn nó thế nào giảm cân và dùng nó nào thì thường thường là mình chọn các cái lá bạch tẻ, bạn tẻ nhé các bạn nhé, và mình hái vào những ngày như thế này cũng rất tốt này. Nhưng mà đặc biệt khi thu hoạch nó thì chúng ta không được phơi ngoài nắng, phơi nắng thì nó sẽ mất tính chất của nó nhiều hơn, mất dinh dưỡng của nó nhiều hơn. Thì mình chọn các lá bánh tẻ các bạn nhé, lá bánh tẻ thì mình về mình phơi tồn tính nhá, mình phơi tính là mình phơi trong râm bạn nhá. Thì mình thu hoạch nó là mình thu hoạch các cây lá vào những ngày mình về mình sâu nhá, để sâu để mình cái các lá già mình không hái các bạn nhé. Lá bánh tẻ nhá, đây lá bánh tẻ này thì nó cái này nó chưa được bánh tẻ lắm nhưng mà không hái các bạn nhé, chúng ta sẽ hái lá bánh tẻ là giàu dinh dưỡng hơn. Đây. Đấy, ta về chúng ta sâu dây, ta phơi nắng lên, phơi trong móng dâm các bạn nhé. Và đặc biệt uống nó để cho dễ uống nữa thì các bạn có thể là các bạn uống với một chút cam thảo rất tốt các bạn nhé. Các bạn phơi trong cam thảo cho dễ uống các bạn nhé, nó giảm mỡ rất tốt. Vì cái này thì mình hôm mình cũng lên trên Phú Thọ thì chỗ vợ chồng em Thành trên Phú Thọ mời mình trên, thì em cũng mời mình uống cái lá sen này các bạn, rất hiệu quả luôn. Đây mình dồng nó bò hết ở đây này, dồng ao, nhưng mà năm nay không biết do nguyên nhân gì, các bạn theo dõi mình năm ngoái cái video mình đây là sen ở ao, nhưng không tại sao năm nay nó do cái nguyên nhân gì mà nó lại không phát triển được, mà nó đẻ chung quanh sườn thôi. Các bạn có thể cho ý kiến mình, đóng ủng hộ mình cái, vì cái sen này thì ngày trước mình mới trồng được nó 2-3 năm nay thôi, nhưng năm nay không hiểu tại sao nó lại không phát triển được ở giữa mà chỉ có bò ra chung quanh sườn này nó phát triển. Đấy, mà không biết là do nguồn nước nó thế nào hay là do nguyên nhân bệnh gì mà mình chưa nắm rõ, thì các bạn có thể giúp cho mình. Đây cũng có bắt sen rồi các bạn. Còn trước mình sẽ hái hoa sen để thực vật, hoặc là mình sẽ làm cái trà sen, mình sẽ mang ra mình làm trà sen. Cái này bánh tẻ thì chưa các bạn nhé. Đây là bắp sen các bạn, cái này cũng làm cho ngủ tốt lắm, mình phải thu hoạch ngay bởi vì là mình để qua đấy chuột nó ăn hết. Năm ngoái mình mất bao nhiêu các bắp sen này, cái bắp sen này các bạn này, ăn hết các bạn, thì mình sẽ mang về mình dùng nó. Đây cái lá này là bánh tẻ này, mình sẽ phơi tồn tính các bạn nhớ, phơi tồn tính các bạn, không nên phơi chỗ nắng nhé, phơi chỗ nắng thì nó sẽ bị mất tính của nó, mất tính dinh dưỡng của nó. Đây bưởi mình này các bạn nhá, bưởi nhà mình thì bò ra ao mà cũng không bị sao, mà sen của mình lại bò lên bờ nên là không có gì cả. Đấy, ao mình với này, cây bạn ngập nước này, cốc nước và bưởi mình mới sai quả bạn nhá, và lá sen mình sống chung với bưởi luôn. Đấy các bạn này, đây sen bò lên bờ đây. Đấy, các bạn, sen bò lên bờ bưởi thì bò xuống ao kết quả cứ sống được, các bạn thấy hay không, thấy độc lạ không? À, ra cây ăn quả thì phải sống ở trên bờ. Đây ăn quả sạn hết đất, nước ngập hết này, vẫn ok. Mà sen thì lại bò lên bờ để sống. Đấy các bạn, nên là mình sẽ thu hoạch những cái bát sen này, những thu hoạch đây bát sen này vẫn chưa non, để thêm tí nữa, nhưng mà để lâu nó sẽ bị chuột các bạn. Rồi cứ bỏ lên bờ đây các bạn. Đấy, mình phải hái thuận luôn, để ngày một ngày hai nếu có phun thuốc thì nó không bị ảnh hưởng gì cả. Còn nếu mà mình phun thuốc bưởi và mình là hái thì nó hay độc nhá, nên mình tranh thủ luôn. Em hái được cả đấy, đúng rồi. Đấy, có sen có hoa nhé các bạn nhé, dùng nó rất tốt, đặc biệt là giảm cân các bạn nhé. Giảm cân thì các bạn uống nó sẽ giảm rất tốt, nhưng mà các bạn uống thì khó uống, các uống cam thảo, nói chung nó hơi một chút nắng một tí thôi. Đây các bạn này, bỏ hết bờ này. Đây sen đây, thấy cái này mình sẽ ra làm cái trà sen ấy, thì mình cũng chia sẻ các bạn luôn. Thì cái bông sen lớn này thì các bạn mua trà Thái Nguyên trà ngon, các bạn cho nó vào đây, xong các bạn có thể lấy cái giấy hoặc bằng dính các bạn úp lại để cho nó qua đêm, thì sáng mai các bạn thu hoạch về các bạn làm ấm trà sen thì tuyệt vời. Nó là chống mất ngủ, nó điều tiết cơ thể rất tốt luôn, mà rất nhiều công dụng. Cái đó các bạn có thể tìm hiểu thêm nữa thì các bạn vào các trang kênh YouTube của các nương y, họ chia sẻ công dụng của sen rất nhiều tác dụng. Mình cũng chỉ dùng của nhà mình thôi, và nó là một cái thuốc. Còn nếu các bạn mà dùng nó nhiều, ví dụ các bạn mà tu hành hay là một số tu hành thì phải dùng cái đấy, thì nó rất tốt cho sự ham muốn. Nếu các bạn dùng nhiều nữa là dùng nhiều quá là cái sự ham muốn tình dục nó cũng giảm đi các bạn nhé, nên các bạn phải lưu ý dùng nó. Đây mình cũng sẽ dùng các lá bánh tẻ thôi, để có bắt được hết được không? Bảy cũng già rồi, phải hái nó chẳng có là em cầm bớt cho anh. Đấy, cầm bớt cho anh ấy.
hơi bị nhiều rồi đây. Không về các bạn sâu dây, mình sẽ để mình sâu dây mình phơi chỗ bóng râm cho nó phơi nắng nhẹ hoặc phơi gió thôi. Còn như phơi gió thì nó sẽ cái tính của nó, dinh dưỡng nó sẽ giữ được. Đấy. Còn nếu mà mình phơi ngoài nắng này là nó bay hơi, nó giảm đi cái dinh dưỡng của nó, không còn dinh dưỡng như cũ. Đấy các bạn theo cho mình ý kiến nhé. Đấy cá biết là do cá nó ăn ở ngoài kia, cá rất to kìa. Đấy cá nó mình nó bơi kìa. Nó mất năm ngoái nó dày đặc luôn. Mày cá rất nhiều. Không biết nó đói nó dinh dưỡng nó ăn hay là cắn từ búp non gì mà không còn mà chỉ có trong bờ thôi. Đấy không biết kỳ lạ hoặc không biết nguyên nhân là do là có thể nguồn phân nào đấy hay là có thể là do phun thuốc và nó xuống hay nó ảnh hưởng không. Theo mình nghĩ là chắc cái là bát mình... này. Hả? À đây có bắp đây các bạn. Đây. Được già chưa? À có hạt rồi, mình cũng nhưng muốn mà chưa chưa già lắm. Chưa già lắm à? Nhưng chỉ sợ để chuột nó ăn thôi nhỉ. Hay cũng nên có để cho thêm đi nhỉ. Đấy. Đây cầm cho. Đấy, hôm nay mình tranh thủ mình ra vườn thì mình cũng chia sẻ một chút là mình thu hoạch cái sen lá này các bạn này. À, sen lá về để mình làm cái thuốc cho gia đình, cho bố mẹ dùng và gia đình dùng cho nó tốt trong sức khỏe. Bởi vì cái này dùng nó thì là nó chắc chắn là dùng ngủ rất tốt nhưng mà nó không ngủ bằng ngủ tốt bằng hạt sen đâu các bạn. Cái tâm sen ấy, cái tâm sen nó sẽ làm ngủ tốt hơn nấu cháo thì các bạn rất tốt để cho tăng cường sức khỏe. Thế còn cái này thì mình sẽ phơi râm. Các bạn nhé, mình phơi râm, mình về mình rửa sạch, sau đó là mình sâu dây, mình phơi vào chỗ mát các bạn nhé. Các bạn thấy hay thì ủng hộ kênh DTV để Đức Vận TV chia sẻ nhiều video thiết thực cho cuộc sống và những cây ăn quả, cây ăn trái để chúng ta tăng cường kích cầu tiêu dùng cho những người nông dân đỡ khổ. Số điện thoại của Đức Vận TV là 0973380995. Cũng như lời hứa, mình đã bảo là mình sẽ làm những tác dụng của các cây ăn trái cũng như cây ăn quả của cây trong cuộc sống của người nông dân để người nông dân đỡ vất vả, đỡ khó khăn trong cuộc sống để kích cầu cho tiêu dùng được hơn, thì bạn bè có thể biết đến hơn các sản phẩm cây ăn quả cũng như tác dụng của các cây lá, các cây rau màu để chúng ta tốt hơn. Còn cẩn thận hơn nữa thì các bạn có thể tham khảo các thầy thuốc đông y hoặc các bậc thuốc y để nghiên cứu nhiều các chất nó nằm sâu trong các lá cây, lá sen này, cũng là các loại lá rau màu khác thì cho nó an toàn hơn. Tham khảo của các y bác sĩ, đặc biệt là bên đông y thì họ nghiên cứu nhiều, thì mình dùng nó về cho bố mẹ gia đình dùng là để chống mất ngủ này, giảm cân, đỡ bụng mỡ bụng. Và hôm vừa rồi mình nói chuyện đấy là mình đi trên Phú Thọ làm quay VTV về vườn bưởi của anh của em Thanh, em Thành, hai vợ chồng em cũng uống này rất tốt và giảm cân rất nhanh, đặc biệt là mỡ máu giảm rất nhanh các bạn nhé, giảm mỡ trong máu trong gan rất nhanh. Và đặc biệt các bạn dùng nó, nếu như các bạn mà những người mà tu hành thì uống nó thì nó sẽ đỡ ham muốn, còn những người con trai mà chúng ta dùng nhiều nó thì nó không tốt, dùng nó thì nó cũng giảm đi cái sự ham muốn tình dục các bạn nhé. Các bạn mình chia sẻ các bạn như vậy, các bạn thấy hay thì ủng hộ kênh của mình. Một lần nữa xin chào các bạn, cảm ơn các bạn, hẹn lại video sau, xin chào. Nhằm cao phẩm và con xem đây, nó bỏ hết ra ngoài bên này kìa, nó bỏ hết ra sườn nhưng mà trong ao cũng lại không có các bạn. Sen thì bên bờ mà bờ thì bò xuống đất. Quả các bạn thấy đẹp không? Đấy, bờ của mình đấy. Vâng, cắt được rồi. Đây, cái lá sen sau khi mình về vườn thu hoạch xong thì các bạn về các bạn rửa qua cho mình cái nhé. Thì mình về mình rửa qua cho nó hết các cái bụi bậm các bạn. Rửa sen cho nó sạch sẽ, chúng ta cho nó nước chúng ta sẽ xử lý phơi tiếp. Lá nó rất sạch nhưng mà mình cũng phải rửa qua cái thôi, không có bẩn các bạn. Để chọn thì các lá thì mình chọn cái lá bên tẻ các bạn nhé. Cái này nó ngủ, mình nói đây là ngủ, uống nó sẽ ngủ tốt các bạn nhé, giảm mỡ máu rất tốt các bạn. Và cầm máu, được những người ai mà hay chảy đại tràng này, hay chảy máu trong ấy các bạn. Ta dùng nó. Rửa qua cái nó hết bụi trong ta, phơi đi, phơi tuần tính các bạn nhé. Tuần tính theo y học tức là phơi không để mất chất, phơi không phải phơi chỗ nắng quá các bạn, nó bay hết dinh dưỡng, nó mất hết các chất ở trong lá. Mình sẽ phơi râm. Đây mình cũng sẽ làm qua cho các bạn xem một chút thôi, xong mình phải có đang có khách có việc thì mình sẽ làm không. Đấy, thì sau khi rửa các bạn nhé, thì chúng ta sẽ có thể nồng xuyên qua hoặc ta buộc dây. Tức là các bạn buộc dây ta treo lên kia. Ta ráo nước các bạn nhé. Như thế này là cái khâu các bạn xem là các bạn nắm được. Đấy, ta để vào cái chậu nó dích nước, cái nồng bàn thì nó dích nước này. Đấy, thì ta sẽ buộc nó lại các bạn. Mình sẽ vào kia có chút việc, còn bây giờ mình chỉ quay cho các bạn xem cái khâu làm như thế này thì nó tốt hơn. Đấy, còn nếu mà uống thì các bạn pha cho nó mỗi ấm nước, các bạn đun một pha cho nó thêm ít cam thảo nữa thì uống rất tốt. Đấy, như thế này mình buộc mình treo lên.
đây mình có thể quay treo vào những cái chỗ mát như đi chơi chẳng hạn, đấy, hoặc là quay treo trong các cái chỗ mát trong nhà để chỗ đi lại cho nó này, quay lại cho nó sẽ phơi dầm các bạn đừng phơi ngoài nắng này. Mình làm này tốt hơn này, đấy. Nào tốt hơn gọi nhé. À, lúc nào nó khô khoảng vài ngày thì nó khô thì nó mình sẽ dùng nó được các bạn. Đó, mình sẽ phơi như thế nào, nó ráo lúc nào thì nó sẽ khô các bạn nhé, không phơi ngoài nắng, tại nắng nó sẽ mất dinh dưỡng của nó. Nên là các bạn khi thu hoạch về, trước nhất là các bạn chọn lá bánh trẻ, sau các bánh trẻ nó nhiều dinh dưỡng, lá dài nó giảm dần và lá non nó chưa giàu dinh dưỡng, thì lá bánh trẻ nó sẽ giàu dinh dưỡng và chúng ta cái lá nó mới hết rồi các bạn nhé, chọn được lá mới rồi, rửa sạch với nước sạch, rửa sạch nó hết cái bụng, ta lấy dây buộc căng lên treo vào chỗ mát này. Bóng dâm để nó giữ tính của nó không hết, không mất chất và tồn tính, tồn tức là còn lại. Còn nếu mà chúng ta mà phơi khô quá hoặc sao khô quá là nó sẽ mất tính của nó, mất chất dinh dưỡng của nó. Mình chia sẻ các bạn đấy, tức là trước khi để thu hoạch lá sen thì chúng ta phải chọn cái lá sen bánh tẻ để nó sẽ giàu dinh dưỡng hơn cái lá già và lá chưa lở ra lá non. Và sau khi thu hoạch thì chúng ta sẽ rửa sạch các cái bụi bậm trên lá sen và sau đó chúng ta sẽ buộc phơi vào móng dâm. Theo đông y thì người ta gọi là phơi tồn tính, tức là phải giữ được cái tính của nó. Nếu chúng ta mà phơi ngoài nắng hoặc chúng ta sao khô quá, cháy quá thì nó hết cái tính chất dinh dưỡng của lá sen. Cho nên cái tác dụng của lá sen rất tốt, thứ nhất là nó có nhiều công dụng để có thể chúng ta làm an thần, làm chống chữa bệnh mất ngủ. Đấy, đặc biệt là chữa mất ngủ, nhưng mà đặc biệt nó không nhiều dinh dưỡng để bằng nhân sen, tâm sen. Cái tâm sen thì nó sẽ là chữa mất ngủ tốt hơn. Nhưng mà cái lá sen thì nó lại có nhiều tác dụng ngoài các cái chống cholesterol này. Và chống giảm mỡ máu, mỡ trong gan thì các bạn dùng nó rất tốt các bạn nhé. Các bạn uống cảm thấy nó xuống trong một tuần ngay. Nhưng các bạn phải dùng với cái, nếu các bạn không uống các bạn dùng với cam thảo thì nó sẽ dễ uống hơn. Và các bạn nhớ là mỗi cái công dụng của nó thì các bạn cũng có rất nhiều tác dụng. Nhưng mà nếu những người con trai mà dùng nhiều thì nó sẽ bị giảm đi cái ham muốn sinh lý. Và các bạn muốn hiểu hơn nữa thì các bạn có thể vào nhiều các cái kênh YouTube của các nhà nương y, các bác sĩ đâu dược sĩ, để họ sẽ chia sẻ sâu sắc hơn. Và đưa từ bên đây chia sẻ các bạn là cách thu hoạch lá sen và cách dùng nó như nào cho hợp lý. Một ngày các bạn có thể pha 1-2 ấm cho gia đình uống rất tốt, nó sẽ an thần và giấc ngủ sẽ tốt hơn và sức khỏe nâng cao, sức khỏe tốt hơn. Và các bạn nhớ là không nên lạm dụng nó nhiều. Các bạn muốn hiểu nó thì các bạn có thể tham khảo qua các cái kênh truyền thông nhiều để giàu kinh nghiệm. Một lần nữa xin chào các bạn, cảm ơn các bạn, hẹn lại phía sau, cảm ơn các bạn.